việc anh tiết lộ làm điều đặc biệt này 10 lần mỗi ngày cho bạn gái. Trái ngược với sự nghiệp ngày càng thuận bồn xuôi gió, việc anh hiện tại khá kính tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy chưa quay bạn gái với công chúng nhưng mới đây, nam diễn viên vừa có bài đăng gây chú ý trên trang Facebook liên quan đến chuyện có người yêu. Cụ thể, việc anh đăng video ghi lại cảnh thấp thỏm, gọi điện cho ai đó, kèm dòng chút thích, một trong những bí quyết hạnh phúc đó một ngày gọi ít nhất 10 lần FaceTime mọi lúc mọi nơi khiến người kia phát đồ. Đó chính là bí quyết nhé anh em. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước lời mách nước của Việt Anh trong chuyện gìn giữ hạnh phúc. Ngoài ra, nhiều người còn trầm trồ khen ngợi phúc dáng sang chắc, phạm vỡ cũng như diện mạo ngày càng điển trai của nam diễn viên. Tuy hiện tại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng vài ngày trước, Việt Anh khoe loạt ảnh bên người tình bằng ảnh của thị trà lên trang Facebook. Cả hai cùng tạo dáng thân mật, có nhiều cử chỉ tình tứ trước ống kính. Đáng chú ý là dòng chú thích ảnh của Việt Anh, tụi tôi mặc áo ba lỗ rồi đó tới công chuyện trời nha bà con. Còn ông em hay trình rập nhóm ngó thì xác định là Đu, đo nhé. Cô tỷ trà đang là người tình màn ảnh của Việt Anh. Trước đó, nhiều khán giả hài hước cho rằng Việt Anh có duyên nợ đặc biệt với những cô gái có chữ lót là Quỳnh trong tên. Nam diễn viên từng bị nghi vấn hẹn hò với diễn viên Quỳnh Nga, sau này là Quỳnh Cung. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng phủ nhận chuyện này, tôi luôn phải đối diện, hứng chịu tin đồn. Vậy nên với tôi điều đó rất bình thường. Anh em chơi thân với nhau trong nhóm trước là bị đồn với quỳnh nga giờ thì quỳnh cung anh em đi với nhau và đặc biệt lại độc thân rất dễ dính tin đồn trừ những người nào đã có gia đình rồi hoặc đã công khai chuyện tình cảm rồi còn chưa có gia đình hoặc chưa công khai thì rất dễ khiến mọi người có sự liên tưởng có thể nói là một sự nhạy cảm việc anh với quỳnh cung có gì hay không thì mọi người chắc cũng nhìn thấy quỳnh cung như thế nào rồi việc anh như thế nào rồi nên không cần phải giải thích thêm câu chuyện